Sáng nay cái bông hoàng ăn nó trổ đẹp hết biết luôn các bạn. Trời ơi nó đẹp quá mà không quay lại cho các bạn thì uổng lắm. Bông hoàng ăn nha các bạn, quá đẹp. Trổ nó sắc sảo nó làm sao đâu, nhìn nó ghiền chết luôn. Đẹp thiệt luôn các bạn. Nói chung là nếu các bạn có rồi thôi, không có thì nên sở hữu một cây nha các bạn. Hoa nó đẹp hết biết, hoa nó chùm, các bạn thấy này. Chùm nào chùm nấy ra, chùm chùm nào cũng đặc nụ luôn. Nó trổ rộ một cái là đi không nổi luôn đó các bạn. Đẹp thiệt, quá sức đẹp luôn các bạn. Tuyệt vời. Mà mình tâm sự với các bạn này, trong cuộc sống thường nhật, các bạn tin có cái điều hiểu hữu duyên không? Hữu duyên là điều có thật nha các bạn. Thì mình thì sống chân thành lắm. Nói chung là những cái người bạn nào mà chân thành thì mình quý lắm. Đó là hữu duyên. Thì sau này các bạn cứ chơi với mình thì mình có những món quà này có thì mình sẽ tặng cho những cái bạn hữu duyên nha. Các bạn đừng có hơn thua gì hết. Nói chung là tình yêu mà, tình thương, mến thương mà. Thương nhau củ gấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo. Đây là những cái cây sứ củ luồn này các bạn. Cái này nó trổ nè. Đẹp quá. Quá đẹp luôn các bạn. Củ nó thì cái mề. Củ chà bá không. Củ thì ghét. Này, củ nào củ này thì ghét luôn các bạn. Còn đây là những cái cây sứ 40.000 mà mình ship cho các bạn đó. Mình đã nói rồi. Nó đứng nụ là nó sẽ có bông. Thì những cây bắt đầu này nó lát đát nó có bông nhiều các bạn. Lát đát nó có bông. Bông này bông kính kết đàng hoàng á, mình bút nó cứ ngắt như cái pháo á, ba bốn lớp á. Thì các bạn cứ ấy ship gì đi rồi khoảng cỡ một, nếu mà nó lâu chừng tháng rưỡi, còn nó nhanh thì nhiều khi ship về nó có hoa luôn ha. Thì các bạn cứ yên tâm, còn nhiều lắm. Thì các bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình ship về cho. Hoa thì mình bán sổ số nha các bạn, đủ màu đủ sắc, kim xanh vàng đỏ hồng cam nha. Mình chào tất cả các bạn nhé. Thì như mình nói hồi nãy trên đầu clip á, cuộc sống nó có nhiều cái hữu duyên, không tin cũng phải tin nha các bạn. Tại vì mình sống thì mình sống chân thành, có những người bạn, người em, người anh, người chú bác thì sống rất là chân thành, rất là thì có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mình tôn trọng các bạn thì các bạn cũng phải tôn trọng mình. Còn khi mình có duyên, mình chơi với nhau lâu dài thì có những món quà bất ngờ, mình không hứa nhưng mà có những quà bất ngờ nha các bạn, sẽ đến tay các bạn, những người hữu duyên. Thì có một người em tinh thần của mình á, nói chung là chơi với mình thì cũng mới thôi, nhưng mà rất là dễ thương, rất là dễ thương, rất là hợp với cái tính của mình. Cho nên là mình có cây sứ củ vàng mình trồng ở đây đã được 3 năm rồi nha các bạn. Tài lộc thì mình trồng ở đây được 3 năm rồi, thì mình muốn tặng cho cái em hữu duyên. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái cây này cuối cùng để mình trồng 3 năm rồi. Củ vàng người ta loại sứ củ vàng là cái sứ tài lộc nha các bạn. Mình sẽ tặng tài lộc cho em nó để về em làm ăn, gặp nhiều may mắn ha. Thì riêng cái sứ củ vàng này nè, các bạn phải chịu khó, phải chịu khó lâu lâu 3-4 ngày, 4-5 ngày các bạn phải chịu khó lao cho nó, thì nó sẽ ánh lên như là một cái chỉ vàng, như là cái vàng 24 nha các bạn, đẹp cực kỳ. Các bạn càng lao nó càng bóng nha các bạn, càng lao nó càng bóng, bóng đã lắm. Còn các bạn không lao nó sẽ bị mốc nha. Nếu các bạn không lao như bên này là mình không có lao nó sẽ bị mốc nha các bạn, nó sẽ bị mốc xì như thế này, nhưng mà khi các bạn lao ra thì nó sáng dưới. Các bạn phải chịu khó lao, thấy không? Lao ra sáng dưới như là cái vàng, cái cây vàng 24 vậy đó. Các bạn chịu khó các bạn lao, lao đi hàng ngày, cứ lao lao hoài nó sáng dưới à, đã lắm. Thì hôm nay mình sẽ xiết cái cây này cho người em hữu duyên ha. À, cầu mong cho em gì em làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mà. Thương nhau thì nó dễ lắm. Thì các bạn cứ chơi với mình, thì sau này có những người bạn nào hữu duyên thì mình sẽ tặng quà, chứ còn mình không có hứa nha, không hứa ai hết. Nhưng mà thấy bạn nào hữu duyên thì mình tặng quà nha các bạn. Đó, thì khi các bạn lao ra thì nó sẽ tốt như thế này. Đó, nó đẹp như thế này. Cuộc sống nó có nhiều điều kỳ diệu lắm. Em cũng nói với mình là thôi, cuộc sống của mình cứ vui vẻ với nhau để cho nó nhẹ nhàng. Đúng vậy các bạn, không có phải gì hết. Thích thì mình chơi với nhau, sứ mình thích thì mình mua vậy thôi. Trăm người bán bạn người mua, thích duyên hữu duyên vậy nha. Thì cũng nói với em luôn là khi mà anh đưa về cho em rồi thì thứ nhất là em phải chịu khó ít tưới nước, càng ít tưới nước càng tốt nha em. Đó, rồi bắt đầu
là em phải lâu lâu em phải tưới mang cô giúp để giữ bùa cũ nha. Bùa cũ này là nói chung so với anh em mình là tinh thần là vô giá nha. Thì em cứ thế em chăm, em mà chịu khó để ngoài nắng nha, để càng nắng thì nó lên vàng càng đẹp, lên vàng đẹp dữ lắm. Thế nói chung là em phải để ngoài nắng và ít tưới nước nha em, lâu lâu tưới mang cô giúp để giữ cái củ. Trồng một cái củ thì cái chuyện là trồng ai cũng trồng được, nhưng mà khi giữ nó là có quan trọng, để cho nó lớn lâu dài. Và để ngoài nắng, em sẽ để ngoài nắng, để càng nắng nó càng lên rực rỡ, đã lắm vậy nha. Thôi em cố gắng em chăm nha. Thì hôm nay thì mình sẽ báo cáo với các bạn là có một số hoa ở chỗ mình sẽ đi quay lại để mình giới thiệu với các bạn. Các bạn nào cần thì cứ điện cho mình sẽ ghép cho. Giá thì là yêu thương, giống mới mà. Nói chung là cái vấn đề mà tiền nhiều tiền ít thì ăn thua nơi các bạn cảm nhận thôi, chứ còn cái chuyện mà mua giống mới một bo thì nó rất là nhiều tiền. Khiếp u mầm nó bán rất là nhiều tiền luôn, mình cần mình cũng mua, chứ không có nói mắc nó rẻ nha các bạn. Vậy nha, mình sẽ đi quay cho các bạn. Ok. Thì đây là cái hoa thủy tiên chính nha các bạn. Thủy tiên chính hoa bự, 4 lớp đến 5 lớp luôn. Hoa bự như cái tô. À, các bạn thấy nó trổ nè. Mà hồi tối mưa nó dập nè, các bạn thấy không? Nó dập nát hết à. Cho nên là mình quay cái nào nó còn thì mình quay cho các bạn để làm tư liệu thôi, chứ sáng nó một trận mưa là nó tiêu hết rồi các bạn. Nó tiêu hết. Nói chung là nó cũng đẹp, màu hồng, hồng sọc gân nha các bạn. 4 đến 5 lớp luôn. Nó trổ chuẩn 5 lớp luôn. Còn trổ thường có khi có hoa 4 lớp, có hoa 5 lớp. À, thủy tiên chính nha các bạn. Hoa giống mới. Rổ cũng rộ lắm đó các bạn. Chùm luôn. Nói chung là nó rụng hết rồi. Nó một số nó rụng hết rồi. Đó, này là thủy tiên chính nha các bạn. Còn mình giới thiệu cho các bạn một cái loại hoa nữa. Thì đây là hoa long anh nha các bạn. Hoa long anh. Thì nó đỏ như long thành vậy đó. Đại khái là các bạn thấy nó đỏ như long thành đó. 4 lớp nha các bạn. Hương thơm. 4 lớp. Nè, một chùm nụ nó ra như thế này. Nụ rất là nhiều luôn. Nè, các bạn bạn thấy nè, nó chưa kịp trổ mà mưa mà nó dập như thế này nè. Đó, dập hết rồi. Cho nên là cái hoa nào mà nó còn lại thì mình cứ quay cho các bạn thôi, chứ cũng không biết được. Hoa 4 lớp cho các bạn, đỏ tươi như máu. Đỏ tươi luôn á, đỏ tươi như máu. Nó đẹp lắm. À, rồi cái giống hoa thứ ba là giống hoa Romance nha các bạn. Romance mình cũng có giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay là nó trổ được như thế này thì mình cũng sẽ quay để giới thiệu cho các bạn luôn. Bằng Romance nha. Romance. À, đó, hoa nó trổ chuẩn là như thế này. Romance nha. Rồi cái hoa thứ tư nữa là cái thằng Thiên Hương. Thiên Hương nha các bạn. Thằng Thiên Hương. Hoa Thiên Hương thì nó màu hồng nha các bạn. Màu hồng sọc cũng rất là đẹp, hoa to mà rộ lắm nè. Các bạn thấy là cái dàn nụ nè, chùm nào cũng nụ chùm. Nó có cái đẹp riêng của nó nha các bạn. Mỗi thằng thì nó có mỗi cái đẹp riêng của nó. Thiên Hương, hương thơm. Còn hoa thứ năm nó là hoa Thanh Thủy nha các bạn. Cây hoa Thanh Thủy mà mình cũng đã từng nói hoài mà mình chưa có quay mặt hoa chuẩn cho các bạn xem. Thì hôm nay nó trổ như thế này thì mình cũng quay lại để cho các bạn xem. 5 lớp. Hoa Thanh Thủy 5 lớp nha các bạn. 5 lớp hương thơm. Hoa Thanh Thủy 5 lớp nha các bạn. Hoa 5 lớp. Vườn mình là hoa 4 lớp 5 lớp rất là nhiều luôn. Còn thằng này là cái thằng tài đơn của vườn mình nè. Hoa rất là chuẩn luôn các bạn. Nè các bạn thấy nè. Rất là chuẩn luôn. Trổ đỏ tươi như máu. Nó mới trổ nó màu đen nha các bạn. Nó mới trổ thành màu đen như thế này. Mà nó trổ, cái hoa này nó trổ được 3 ngày rồi thì nó qua màu đỏ như thế này. Còn nó mới trổ thì nó màu đen nha các bạn. Thằng tài bên mình chuẩn lắm nha các bạn. Thằng tài đơn. Còn đây là thằng tài san hô nè các bạn. Đây là thằng tài san hô nè. Nó bẹ như vậy nè các bạn. Thì nó khi nó ra từng bẹ như thế này nè. Nè. Đó, nó bẹ như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Thì nó ra chùm nào nó cũng ra bẹ vậy đó. Gọi là thần tài san hô nhé, bẹ san hô. Đó. Còn cái hoa thứ sáu á thì có hoa mỹ tửu.
Thì cái thằng Mỹ Tủ này á, bữa nay mình dập về cũng cả năm rồi, nhưng mà mình nó cũng chưa có một hoa chuẩn để mình quay cho các bạn. Thằng này là thằng Mỹ Tủ nha các bạn. Mỹ Tủ hoa màu tím, tím cà. Hoa cũng đẹp, ba lớp, hương thơm. Mỹ Tủ nha các bạn. Thì đó là những cái loại hoa giống mới. Thì nói chung là nó trổ cái loại hoa giống mới nào thì mình cố gắng mình hết sức để mình quay, để mình gửi đến các bạn. Thì nếu các bạn có nhu cầu á, thì các bạn cứ điện cho mình thôi, thì mình sẽ ghép cho, mình sẽ ghép cho các bạn thôi. Thì hôm nay nó trổ, mình giới thiệu với các bạn là cái hoa nữ hoàng. Thì nó như thế này nha các bạn. Nữ hoàng lâu lắm rồi, bắt đầu mình thấy nó trổ đó, cầu cho nó trổ để mình giới thiệu mặt hoa cho các bạn mà nó không chịu trổ. Thì hôm nay nó trổ rồi, mình cũng giới thiệu luôn. Hoa nữ hoàng màu vàng nha các bạn, trong vàng ngoài rìa hồng, nó giống như thằng candy vậy đó, nhưng mà nó khác, nó giống giống thôi chứ mà cái màu hồng nó nhiều hơn. Thằng candy nó chỉ rìa thôi, còn thằng này là cái họng nó là họng màu vàng nha các bạn. Họng nó là họng màu vàng, màu vàng đó nè các bạn thấy này, trong cái họng nó là nó màu vàng, nhưng mà cái rìa ở ngoài nó là màu hồng ha. Rồi còn có một loại hoa nữa gọi là hoa thanh thủy nha các bạn. Thanh thủy thì nó rộ lắm, nó rất là rộ luôn, nó rộ mà hương nó thơm. Đây là hoa thanh thủy nha các bạn. Nói chung là các bạn nói nên sở hữu một cái cây thanh thủy, sở hữu một cái cây thanh thủy, hoa nó rộ, nó đẹp lắm. Nói chung là nó màu tím, cái rìa ngoài này là nó màu tím nha các bạn, tím như thế này, nó màu tím đậm như thế này. Rồi lớp trong thì nó màu tím gân sọc trắng đó các bạn. Hoa thanh thủy đó. Thì tất cả các loại hoa nào mà nó giống mới nó trổ thì mình cũng sẽ quay hết lại cho các bạn, để các bạn lựa chọn. Thì cần cái giống nào thì mình sẽ ghép cho nha. Rồi hôm nay mình có những cái cây cánh đơn nha các bạn. Mà nó trổ thì mình cũng quay lại các mặt hoa xứ hạt nó trổ cho các bạn. Những cái cây hoa này nè, nó trổ mà nó gặp trời mưa nó sẽ quéo bông lại nha các bạn, nó lật, nhưng mà thực chất nó không có lật nha các bạn. Mình cái hoa này nè, ngày hôm qua là nó trổ nó lật ngược luôn á, mà mình biết rồi. Thì hết trời mưa mà nó gặp trời mưa mà nó lạnh thì nó sẽ lật ngược, mà hôm nay bắt đầu nó trổ căng này, các bạn thấy không? Trổ căng, nó màu trắng nha các bạn, nó màu trắng. Mình lấy lên quay lên cao cho các bạn xem. À, nó màu trắng nha các bạn, màu trắng sọc hồng rất là dễ thương, nó giống giống như hạnh phúc vậy đó, nhưng mà không phải. Thằng này là thằng con cái sứ củ lùn, hoa nó to lắm các bạn, hoa nó to kinh khủng luôn á. Cây này cây sứ hạt nha các bạn, màu trắng mà sọc hồng, nó sáng tài lắm, nhìn ở ngoài nó sáng tài lắm các bạn, hoa to. Đó là mà cây thứ nhất nha các bạn. Nhưng mình sẽ đi quay tất cả những cái cây mà nó trổ, bắt đầu nó trổ cho các bạn xem. Còn đây là một cái nè, các bạn thấy nè. Cái bông này nó mới trổ ra thì nó mới có, nó gặp mưa là nó sẽ lật như thế này. Nhưng mình bảo đảm cho các bạn ngày mai nó sẽ căng cứng lên. Đó, cái nó mới trổ mà mưa mà nó lạnh nó teo, nó cứ lật như thế này. À, thằng này thì là màu vàng rìa hồng, sọc hồng gân nha các bạn. Không biết mấy lớp đây. Đây là cây sứ hạt nè. Mình bảo đảm với các bạn ngày mai nó sẽ căng ấy lại. Nó cái bông kia ngày hôm qua vậy, nó mới trổ ra nó lật ngược, mà mình biết rồi, mình biết mấy cái e của tụi nó rồi. Còn cái thằng này là con của thanh thủy nha các bạn, mà nó ra cánh đơn mất. Này là con của thanh thủy nè, mình lai thu thủy 2 nè, mà nó ra vậy đây nè. Nó ra cánh đơn. Là con của thu thủy 2 nha các bạn. Nói chung là nó màu tím nó cũng đẹp, nó cũng đẹp lắm. Thế là cái gu của bạn thôi. Con này là con của thu thủy 2 nè. Đó, mà nó ra cái này, nó trổ cái cây đầu tiên nè, con của thu thủy 2. Đó, còn cái thằng này mình không biết mình lai cái gì mà nó ra cái bông này đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Các bạn thấy nè, nó chia làm 3 màu, nó gồm có tím nè, chính giữa màu vàng, ở ngoài màu đỏ hạ màu đỏ nhung á các bạn. Cái họng nó màu vàng. Đó, cánh đơn không à.
Nói cái này nó trổ kinh đơn không à, còn kinh kép rồi nó mưa ra nó dập hết à. Còn cái thằng tỏi dương thì hôm nay nó cũng đã trổ được một cây đầu tiên rồi các bạn. Tỏi dương hôm nay nó cũng trổ một cây đầu tiên. Thì nó ba lớp nha các bạn. Thơm không? Thơm các bạn, có thơm. Thằng này thằng tỏi dương cho các bạn. Mình quay cho các bạn xem thôi chứ mình chưa bán tại vì hoa nó dập hết trơn à. Nó không có đẹp. Cây tỏi dương ha. Cây tỏi dương con xứ hạt. Còn cái thằng này là cái thằng Phương Lâm Vàng nha các bạn, chứ không phải Phương Lâm Vàng 23 nha. Này là thằng Phương Lâm Vàng. Thì cái thằng Phương Lâm Vàng thì nó sẽ trổ như thế này. Nó màu vàng nhưng mà nó vàng nó sáng lắm, chứ không phải là nó vàng ấy đâu nha các bạn. Nè. Nó sáng rực luôn á, màu vàng mà nó tươi. Rất là tươi. Thằng này là con của Phương Lâm Vàng. Cái dàn nụ nó là các bạn thấy ớn không? Mười mấy nụ luôn. Nó trổ ra cũng rộ lắm á. Đó. Thì hôm nay mình quay những cái mặt hoa nó trổ để cho các bạn xem. Còn thằng này là tới 4 lớp lận. Thằng này 4 lớp trổ xế như bông hồng. Còn thằng này màu gì đây? Cũng là màu hồng luôn các bạn. Thằng này cũng màu hồng luôn. Màu trắng chứ không phải là hồng. Trắng mà sọc hồng. Chứ không phải là màu hồng nha các bạn. Này hoa 3 lớp nè. Thì hôm nay có những cái cây như vậy mình quay lại để cho các bạn chiêm ngưỡng cho nó vui. Chứ bữa nay mình chưa có bán tại vì nó mưa riết nó dập hết hoa các bạn. Nó dập te tua tơ tả trơn rồi. Nó không có trúng ý mình cho nên mình cũng không có thích bán. Vậy nha.